Lục đạo là chuyện như thế nào? Vì sao có lục đạo? Lục đạo do đâu mà có? Ngoài lục đạo còn có gì hay không? Thấy đều được giải quyết. Đã minh tâm kiến tánh, đó là Đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Trong phần trước tôi đã nói câu này chính là mục tiêu chung cực trong học tập Phật Pháp. Học Phật là học gì vậy? Là học một câu này. Câu này dịch sang nghĩa tiếng Hán là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Người đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác được gọi là Phật Đà. Người ấy đã thành Phật rồi. Nếu đắc chánh đẳng chánh giác, chúng ta gọi người ấy là Bồ Tát. Nếu người ấy chỉ đắc chánh giác, chúng ta gọi người ấy là A-la-hán. Vì thế trong một câu này trọn đủ ba ý nghĩa ấy. Phần sau của câu này là Tam Bồ Đề, tức là chánh giác, A-la-hán chứng đắc. Tam Miệu Tam Bồ Đề là chánh đẳng chánh giác của Bồ Tát. Lại còn thêm A-nậu Đa La là do Phật chứng đắc, vô thượng chánh đẳng chánh giác, là thật sự học Phật. Ba giai đoạn ấy, người thượng thượng căn có thể đồng thời đạt được. Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện đồng thời chứng đắc, đúng là trong một sát na, vọng tưởng phân biệt chấp trước thấy đều buông xuống, đốn xả, đốn siêu, đốn chứng. Chẳng phải là bậc thượng thượng căn. Vậy quý vị phải tiến từng giai đoạn một, chia thành ba giai đoạn. Trước hết buông chấp trước xuống, chẳng còn chấp trước hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian nữa. Quý vị bèn thành Tam Bồ Đề. Tam Bồ Đề là chánh giác. Quý vị chứng quả A-la-hán. Sau khi chứng đắc A-la-hán, lại hồi tiểu hướng đại, tiếp tục nỗ lực tu hành, buông phân biệt xuống. Sau khi buông phân biệt xuống, quý vị chứng đắc Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tam Miệu Tam Bồ Đề dịch nghĩa là chánh đẳng chánh giác. Đây là Bồ Tát. Lại tiến cao hơn nữa, buông khởi tâm động niệm xuống, sáu căn đối với cảnh giới sáu trần chẳng khởi tâm không đồng niệm. Quý vị bàn thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tức vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi ấy đã vượt thoát mười pháp giới. A La Hán vượt thoát lục đạo, Phật vượt thoát mười pháp giới. Đó là thật sự học Phật.